Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lê Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay mình trở về với ngôi nhà thân yêu của mình, ngôi nhà mà mình đã dày công bỏ sức để đặng mà xây dựng. Ngoài cái công việc suốt mấy tháng mình xây dựng không đâu bằng ở quê hương của mình. Dù mình đi đến bất cứ quốc gia nào, tôi nói chỉ có bạn, mình cũng chỉ là một cái dân thiểu số đến đó để kiếm ăn mà thôi. Nhưng ở Việt Nam vẫn là quê hương đất nước thân yêu của mình, nơi mà mình trở về cái ngôi nhà của mình. Đi đâu cho đời mỏi mệt, các bạn thấy cuộc sống ở hải ngoại, ngay cả đất Mỹ, các bạn thấy vậy chứ, làm vất vả lắm. Những người nào họ may mắn có được cái cuộc sống ổn định, đó là một cái sự, phải nói là cả một cái sự phấn đấu, chứ không phải là như nhiều người họ mơ tưởng. Cứ ở Việt Nam ngồi đó thấy người ta live stream ở nhà cửa xe cộ, rồi bắt đầu cứ mê muội, mơ ước trông chờ ra ngoài xứ hải ngoại để ăn mà đổi đời. Các bạn thấy có bao nhiêu người đổi đời đâu, qua bên xứ người ta rồi làm suốt, làm đầu tắt mặt tối, gia đình con cái vợ chồng nhiều khi mất đi những hạnh phúc gia đình, nó cũng từ những cái vật chất mà ra. Tôi nói chị các bạn biết, bởi vì khi mà ở cái đất Mỹ cơm áo gạo tiền mà này, chuyện hạnh phúc gia đình nó cũng đè nặng trên vấn đề vật chất chứ không phải là giỡn. Nếu mình người nào mà vượt qua được một cái ải thì đó là một cái sự gọi là phấn đấu, còn không thì có thể là mất mạng cũng chừng, bởi sức ép của con người ta các bạn thấy rất là lớn trong cuộc sống đấu tranh. Nhất là mình là người đàn ông, các bạn biết là cái người mà trụ cột trong gia đình nhiều khi phải tính toán dữ lắm, rồi đứng trước những cái cuộc sống xã hội mà phải đối diện cả một cái vấn đề anh chị các bạn. Nhưng ở quê nhà của mình, quê hương của mình, đất nước của mình, các bạn thấy vẫn đẹp. Và mình trở về, khi mỗi lần tôi trở về Việt Nam tôi thấy cái sự bình yên nó khủng khiếp luôn á, cái sự bình yên mà không thể nào tả nổi, quên đi tất cả những cái sức ép của cuộc sống, những mệt mỏi, những phiền lo, chút đi những cái gánh nặng của cuộc sống khi mà tôi trở về với quê hương này. Nhất là với công với sức lực với bàn tay của mình tạo ra được những cái vật chất ở trên cái quê nhà đất nước của mình, tôi cảm thấy rất là tự Còn ở trên cái đất Mỹ, những cái sự hào nhoáng bên ngoài nó chỉ là tạm bợ thôi anh chị các bạn ơi. Các bạn thấy tình hình kinh tế ở bên Mỹ hiện nay, cuộc sống nó đè nặng trên vai của những người dân, còn bọn chính trị thì nó vẫn ngồi ở nhà mát ăn bát vàng. Các bạn thấy nếu mà Mỹ lao vào gặp sự cố mà gọi là phải đứng trước nguy cơ vỡ nợ thì các bạn thấy nó gây đến một sự khủng hoảng trong cái đời sống của người dân rất là khủng khiếp. Thôi thì mình hôm nay suốt mấy tháng trời phải xây dựng công trình lo việc, hôm nay mình mới trở về với ngôi nhà thân thương của mình. Đi mấy tháng về bụi bặm chàng ơi gác ghế, nhưng mà mình cảm thấy rất là vui, mình cảm thấy một cái nơi nó ấm cúng, dù cuộc sống nó còn nhiều vất vả nhưng mà mình thấy nó đủ
và nó thoải mái. Đó là quan trọng nhất. Còn những thứ vật chất nó chỉ là tạm bợ thôi anh chị các bạn ơi. Tôi thấy là như vậy. Cho nên thôi thì cứ sống vui sống khỏe. Đời người rồi cũng sẽ qua thôi. Mọi thứ rồi cũng sẽ được an bài. Vật chất, tiền tài, danh vọng nó cũng chỉ là những phù du thôi. Tranh giành rồi hơn thua cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Thôi thì mình dừng lại ở đây. Mỗi lần mình về tới ngôi nhà thân thương của mình cảm thấy nó xua tan đi tất cả mọi thứ phiền lo mệt mỏi, những gánh nặng, những ưu phiền trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của mình. Một lần nữa mình xin chào quý bạn chị các bạn nha. Bye 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 bye.